cần nghỉ nhu hải cũng đồng nghề như ai rồi áo trắng chân hải cương.
30 mùng 1, 10 tứ hôm rằm 30 mùng 1 người rằm người tứ
lộc ni tài để đã chú giật người ăn nói sai ngoan. Nói sai ngoan Chúa sai tình lửa ấy thu ba hồn về. Chân tay phải thình tay mày thầy ai sao loạn thanh giá hồi phùng mạng đế đình tôn quan phùng mạng đế đình ra tay sát quỷ trừ tinh chấp tà chuyện trời đất mưa xa chấp rộ ngôi nổi cơn giông cây cối đổ xô chấp giật nì sâm ơ ồ mưa tôn ni giật nhị ai sân hồi muôn loài ta quỷ quan làm cho ý dục rời ý. Cùng ta
kỳ diệu quang minh chứng đàn duyên ngã tích tàng cung giàn kim bồng hoàng thân cận thanh chúa tiền cùng lư sơ điệp dựng lên kim ngân sơ điệp dựng lên quan về tổ đôi chép biên dành dành phê cho đôi chữ trường gì tài mã dâng lên hôm nay tài mã dâng lên ông về tổ đôi phê biên rõ ràng phê cho nhị từ trường gì trên
giám sát nghi quyền cai ngôi thượng ngàn còn giám sát nghi quyền thông chi tam giới phân sai quan đại thần lạnh sai hà ba tự thần tự nhiên dân nước xoay vần lập cơn mưa xa thank you.
trên đỉnh núi tùng reo điểm trống thank you.
xuất gia độc đình cũng là công tử thoại cung. Sơ điệp dựng lên kim ngân, sơ điệp dựng lên quan về tấu đôi chép biên dành dành về cho đôi chỗ trường sinh khai nhớn nhớn quang bình khai khai ngũ nhớn chiếu quang bình. Sinh thành
sinh thành ngã tư chất long nhà. Cung thỉnh mời đề quan phi phương diện mạo dòng nhan đẹp khác thường. Chân long dài, chân long dài cầm quyền xa xô phép màu bàn, phép màu bàn tôi tú anh linh lệnh truyền thủy bộ chư dinh trình tề binh mã chơi miền là thần văn. Cầm cánh ca chiêng vàng anh ngồi
nốt xanh vàng nghe, nốt xanh vàng là chim nối ru buồn nghe. Trong chiều thần là văn võ bách quan, sai lên đón rước vương quan người về. Trần gian một tay thái tử đệ tam cứu sinh cung lắm ngài đồ quan cũng nhiều. Trong tam cõi tiểu châu vọng bay xa hồi tiệc bàn non cung kính mời quan đệ tứ vốn con trời cao ngự thiên cung. Trôi trôi sắc rồng ở phố phong nghi, trôi trôi sắc rồng nghi quyền quan nghi đề chuyển mười phương trên trời dưới đất mình quản lên quản thông sư đạo Phật minh truyền văn ngân câu đem bắc mi ngân thuộc hàng tinh tinh đầu bay ra tinh ngàn mơ
con Lam Tàu bắt đầu sổ trường sinh Lào dẹp biên xem mai phúc thuận thảo hiền tu nhân tích đức minh ông lớn dẹp biên rõ ràng thank you.
truyền phán các ban ông về truyền phán các ban tả văn hữu võ lượng ban đáo đàn lệnh truyền văn võ đôi hà văn vớ dâng lên thương lại văn vớ dâng lên ông về tâu đối phê biên võ quảng mình khai tị tị lệnh số khai thinh năng thinh thành khai thổ thổ năng cử khai tốc năng bộ hành Yeah.
tuần khi tạc ngàn thu lời đạo kia giết sạch giặc thù oai quan để ngàn thu hãy còn khắp bốn phương xa gần đều biết quan lớn tuần mười đã dậy thần cơ muôn dân xung làm mắc phục thờ lĩnh giang thiết lập chính từ quan tuần sang cảnh âm thanh nhiều nơi lịch sử vốn đặt tay từ cổ dĩ lai có phen xuất nhập trang đài đào lan quê huệ xung vầy xương cài trên mặt ngắt nơi long sổ phục dưới tam đầu cuộn khúc giàu nên lần lần dần phụng múa đôi bên quan tuần chắc chắn ngự trên sập công đồng sắc quan phong người kiếm chi tam giới hay chóc tà sắc quỷ trừ tính tốn quan tuần là vạn phép quyền quan cái quản âm binh tương nhà trời ngự đồng chơi ngự đồng chơi ngày mình quyền bóng quý lương uy trời kính đoan trang tấu tôn quan ngài hiển hách uy quang ra tay tê độ trần gian con được nhờ một quyền đi sáng phúc trở tay đồng ra tín chủ ai ai cũng thỉnh cường quyền thứ hai muốn bám trăm đường tiền tài lưu loát bạc vàng được đề đa nguyện thứ ba cung hầu cập đệ so đệ tử con được phú quý sang giàu bốn nguyện quốc thái dân an qua cơn bình tỉnh dân an được thái bình sao loạn thanh gia ngồi đền dòng hôm mai tôi đã nhất phước vẽ đền dòng ngày chơi phủ chính lầu hồng vào ra sao ra tiên ánh thường ngàn dân văn tiên ánh thường ngàn tâm vuông toàn quán sáng đàn dừng đây ở trên ngàn gió cuốn rung thầy mình nhà ơi à ấy
con ai không
sơn tha tinh nhớ tình mang tục mang mang là ý à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cầm hạ thú hổ lang về châu quyền thai tam thập ngàn châu khí à xa hồi cung thoại phủ thương thay để tam châu thoại phủ thương thay thành phong hành cũng làm dây nổi gió mưa xa hồi cung tứ phủ tùy tòng châu không sai tứ phủ tùy tòng chiêu dung công chúa ngự đồng nở cứu dân ra hồi cung sông hóa quê nhà xuôi lần đi sông hóa quê nhà danh lam cổ tích nghi ngự tòa ra hồi cung sắc phong châu lục công đường vốn dòng lệnh tộc thương dân trên thượng an đi làm bằng
vượt sông thì lên tới đồng đăng về mấy điều sớm chiều ta vang nhìn thấy.
về lấy lại nhiều. Bán to giải nhất sang nhiều, bổng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Thanh đồng còn nhàn thói 30 mùng 1, 14 hôm rằm 30 mùng 1, hôm rằm 14. Tiếng hát ca véo con số kè ca lặn về đâu đồi núi bao ca sương hồ nhạt nhòa sương đâu lại dáng trâu về đây căn hồng là trâu bố trên tay ngọt tiền chân dần hài hoa thưa tha bóng hồng hòa chung câu ca thưa tha bóng hồng hòa chung câu ca. Dưới ngôi đền thờ châu lục tôi lĩnh chỉ nhìn xem phong cảnh tình ai. Tiếng lanh linh đã có tiếng vang